Hello, xin chào mọi người. Hôm nay rất vui được gặp mọi người trong livestream của DK. Lâu lắm rồi mới được livestream chia sẻ với mọi người. Nay chúng ta có một vị khách rất là đẹp trai, một YouTuber rất là nổi tiếng và trẻ trung. Đây là bạn Linh Việt Cao. Bạn Linh thì là một người của công chúng mà rất nhiều bạn trẻ rất là yêu mến. Linh gửi lời đến mọi người nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Linh Việt Cao đây. Ngày hôm nay thì hiện tại mình đã có mặt ở DK. Và hôm nay mình đến đây để kiểm tra lại xem là đôi lông mày này, bờ môi của mình xem hiện tại có ổn hay là đẹp, đủ đẹp chưa. Bởi vì là mình muốn hình ảnh của mình khi mà xuất hiện trước tất cả mọi người ấy, nó sẽ là một hình ảnh hoàn thiện nhất, đẹp nhất mà mình có thể. Cho nên ngày hôm nay mình đã đến đây để nhờ chị Hoa Minh Vương, người chị có thể giúp đỡ em trong lời này chị nhá. Như lần trước các bạn theo dõi fanpage của DK thì biết là Linh đã làm lông mày, hair stroke và khử thâm môi tại DK. Thì sau một thời gian là 2 tháng thì DK đã mời Linh qua kiểm tra, nhưng mà bởi vì vừa rồi là Linh khá là bận công việc cho nên được hơn 4 tháng rồi thì Linh mới qua kiểm tra được. Và sau khi mà Linh đến thì mình thấy là thực sự là sản phẩm này không có gì để điều chỉnh nữa, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy là lông mày thì màu rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, sợi thật, sợi giả đen rồi đan xen vào với nhau, nó rất là hài hòa. Dáng mày nó đã rất là cân đối rồi, nó không có phải điều chỉnh gì cả. Trước kia thì lông mày của Linh là cái phần đầu này nhạt này, và cái phần đuôi của bạn ấy bị thiếu một chút. Thế cho nên là mình đã bổ sung sợi vào thêm cho Linh để làm sao là cái sợi mới nó sẽ hòa quyện với sợi cũ và nó khiến cho cái khuôn dáng của Linh trở nên là sắc nét hơn. Ở trước kia các bạn để ý là cái lông mày của Linh là nó to, nó rất là to, mà nó không có khuôn. Thế cho nên là khi mà mình sửa lại bây giờ thì Linh có thể sửa, thỉnh thoảng mình có thể tỉa đi thì mình trông cái khuôn mặt mình nó gọn gàng hơn rất là nhiều, đúng không? Sau khi mà làm mày xong thì mình có tư vấn cho bạn Linh là bởi vì là Linh là một người xuất hiện trước công chúng thì cái đôi môi cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà bạn giao tiếp này, bạn nói chuyện này, bạn là một YouTuber thế là phải chia sẻ rất là nhiều, cho nên là cái khuôn môi của mình mà nó hơi thâm một chút. Thật ra thì người Việt Nam mình cái chuyện mà bộ khuôn môi nó hơi thâm nó chuyện rất là bình thường, đặc biệt với nam giới. Thế cho nên là khi mà sau khi mà Linh nghe tư vấn thì Linh bảo vâng, em cũng đang có nhu cầu đấy và em mong là DK sẽ xử lý cho em. Và trong một thời gian rất là ngắn thì Linh mất 30 phút để khử thâm môi của mình, và bây giờ đã được hơn 1 tháng rồi mà cái tình trạng môi nó cực kỳ tự nhiên. Thì sau khi mà đã trải nghiệm dịch vụ làm hair shop tại DK và đôi môi ấy, thì Linh cảm thấy như thế nào? Có gì thay đổi không? Việc thay đổi đầu tiên, thời gian đầu ấy thì sẽ là một thời gian rất là gian nan, thử thách cho những ai mới làm. Bởi em là một người đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này thì em lúc đó em thấy hơi kiểu là mình chưa quen, nhưng một thời gian sau khoảng tầm 1 tuần rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, từ việc là mình tự tin hơn khi mình chịu ống kính là một này, cái thứ hai là mình tự tin giao tiếp và mình cảm thấy là cái vẻ ngoài của mình sẽ ok hơn, nhưng mà không bao giờ phải kiểu là đắn đo xem là không biết là mình có ổn không nhỉ, mình có ok để trước mặt đối diện lại mặt người khác không nhỉ. Nhưng mà hiện tại thì với cái vẻ ngoài bên ngoài hiện tại của em thì em cảm thấy rất ok chứ. Tự tin đúng không? Nam giới thì thường rất là lo lắng là ui làm cái này có tự nhiên không, em sợ mọi người nghĩ em lộ rồi là nghĩ em thích làm đẹp rồi các thứ này kia, rồi sợ hỏng, sợ xấu, rồi sợ không tự nhiên. Đấy, cái điều đấy là cái điều nỗi lo chung của tất cả các anh nam giới. Thì mình khi mà các anh đến với DK thì mình cũng nói với anh là các anh hoàn toàn yên tâm, bởi vì làm cho nam ấy thì nó cũng đòi hỏi cái kinh nghiệm và cái cách xử lý làm sao nó phải thực sự hài hòa. Cho nữ thì nó có thể là nó đậm hơn một chút, kể cả môi cũng đậm hơn này, màu rực rỡ, nhưng mà lông mày cũng đậm hơn, nhưng mà với nam giới thì rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, làm mà như không làm. Đấy là cái điều rất là khó, chứ không phải là ai đến với cái phun xăm này mọi người cũng rất sợ là nó như 1-2 cục sâu gió mà trên khuôn mặt của mình. Cái điều mà các anh rất là sợ, nhưng mà cái điều này thì Linh không học phải, đúng không? Vâng, điều này thì em bản thân em cũng là một nam giới, một bạn con trai, khi mà làm thì em cũng có cái sự lo lắng đấy. Nhưng mà khi mà làm xong đến thời điểm này ấy, thành quả mà mình có được là một sự rất là tự nhiên đến từ bộ lông mày, đôi môi, và điều đấy làm em cảm thấy rất là tin tưởng DK ngày nay ngồi đây. Đúng rồi, tại vì thật ra là nếu mà nam giới mà làm hỏng khổ lắm. Đúng rồi. Em này không hiểu cảm giác của em sẽ như nào luôn ấy. Nó sẽ rất là hoảng, bởi vì các chị nữ mà chẳng may mà hỏng thì còn đi sửa được, chứ các anh nam giới mà bây giờ tự dưng vác một cái khuôn mặt mà hỏng xanh xanh đỏ đỏ trên mặt thì rất là đáng sợ, đúng không? Trong thời gian mà quá trình làm khử thâm môi và lông mày thì Linh có cảm giác là đau đớn hay khó chịu gì không? Không ạ, thực ra lúc đấy cái thuốc tê ấy phủ lên thì mình cũng không cảm giác đau gì cả, nó kiểu là vẽ lên giấy giáp vậy ạ.
Lúc là... cảm giác rất là phê ấy, nếu dùng người luôn rất là phê ấy. Tại vì nó đã có thuốc tê rồi cho nên là nó giống như là ai đó nó đang gãi mình ấy. Thế cho nên là các anh hoàn toàn yên tâm, nó không lo đau, và các anh thì chắc chắn nó sợ đau rồi. Nhưng các anh chỉ sợ nó xấu thôi. Thế cho nên là các chị em hoàn toàn yên tâm nhá. Và trong cái quá trình mà khi mà môi mày bong ra ấy, thì Linh có cảm thấy bất tiện gì không hay là khó chịu gì không? Không, thực ra thì về cá nhân em là một người rất thích cậy môi. Và khi mà bong bong những lớp này ra thì em lại thấy rất là thích, bởi vì mỗi một lớp bong này ra ấy, thì cái bờ môi này, cái độ hồng và độ tự nhiên của nó sẽ bắt đầu lộ lên, nó không còn kiểu màu hồng phấn nữa. Lúc đấy là mình kiểu ôi sản phẩm bắt đầu lộ ra, thì mình cứ kiểu ngồi chờ. Em còn hỏi các bạn nhân viên ở đi cây mình là làm nào để cho bong nhanh hơn không ạ, thì có một cái thuốc để mà bôi lên ấy. Thì em bôi lên thì nó bong nhanh hơn bảo rồi. Môi thì rất là nhanh, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là nó bong rồi. Còn ví dụ là lông mày thì có thể mất từ 5 đến 7 ngày để chúng ta hoàn thiện. Và sau khi bong ra thì cần thời gian khoảng một vài tuần để cho màu mực lên ổn định. Và sau 2 tháng thì DK sẽ bắt đầu kiểm tra. Nhưng hiện tại thì là sản phẩm của Linh quá đẹp, nên là hôm nay đến kiểm tra thì không cần phải là dậm thêm, cũng không cần phải chỉnh sửa gì cả. Và rất là nhanh chóng là phải mời Linh ở lại để chia sẻ với các khách hàng của DK. Và hy vọng rằng là Linh hài lòng với cả những cái sản phẩm của DK đã mang lại cho Linh nhé. Và không biết là Linh có một chia sẻ gì đến với mọi người nữa không? Thực ra thì về chia sẻ của em gửi đến các bạn thì nếu như các bạn đang cảm thấy không tự tin về vẻ ngoài của mình, cảm thấy là mình có một đôi lông mày hoặc bờ môi hoặc một vấn đề gì đấy trên khuôn mặt, cảm thấy không tự tin, mình khuyên các bạn hãy đến DK, bởi vì sao? Ở đây sẽ có một đội ngũ tư vấn rất là ok cho các bạn. Các bạn sẽ cực kỳ thoải mái và có thể không hiểu gì mình có thể hỏi, mà ví dụ mình không hiểu lông mày của mình bị mờ dưới hay mờ trên thì mình có thể làm nào cho rõ hơn. Và hiện tại mình đã có những sản phẩm rất là ok và tự tin đứng trước ống kính. Các bạn hãy chờ đón sản phẩm của mình mới nha. Và sự giúp đỡ đấy là từ chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Và những cái sản phẩm mới của DK cũng giống như là những sản phẩm mới của Linh, thì chúng ta sẽ ủng hộ cho nhau nhé. Và nếu các chị em có điều gì cần băn khoăn hay lo lắng thì hãy trực tiếp inbox cho fanpage của DK nhé. Và đừng quên theo dõi cả kênh YouTube của Linh Việt Cao nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.